Hi, chào các bạn. Vừa rồi thì có một số bạn bè thân có nhắn tin cho mình nói là có một số bạn bè của họ mong muốn là sẽ sang Canada định cư và đặc biệt hơn là các bạn bè đó muốn đưa con cái của mình sang Canada trước để các bé có thể bắt nhịp với môi trường học tập bên đây. Và trong thời gian đó thì ông bà của cháu bé sẽ ở lại đây chăm sóc và hướng dẫn cho cháu bé trong quá trình học tại Canada, và ba mẹ thì vẫn ở Việt Nam, vẫn tiếp tục làm việc tại Việt Nam để đảm bảo cuộc sống và thu nhập cho cả con cái ông bà ở bên Canada và lẫn gia đình tại Việt Nam. Thì mình nghĩ chắc chắn mỗi gia đình sẽ có một cách tiếp cận khác nhau vì đây là một quyết định lớn ảnh hưởng đến cả gia đình trong tương lai dài hạn. Nhưng để các bạn có thêm một nguồn thông tin đầy đủ hơn để quyết định liệu là một cháu bé trong độ tuổi tầm 6-7 tuổi hoặc là lớp cấp 1 có hoàn toàn thích ứng được với môi trường Canada hay không và các cách học ở bên đây như thế nào, thì mình sẽ chia sẻ kinh nghiệm về việc con gái của mình 7 tuổi hiện cháu đang học lớp 1 và sẽ kết thúc chương trình lớp 1 vào tháng 6 này ở Canada ha. Điểm đặc biệt đầu tiên là việc học ở Canada và mình nghĩ với các nước phương Tây nói chung thì nó khác cơ bản ở Việt Nam là sự tham gia của phụ huynh vào cái việc học của bé nó rất là nhiều. Nó nhiều cực kỳ luôn. Và đây là mình sẽ điển hình cụ thể. Đây là một cái ba lô mà các bé sẽ mang đi học hàng ngày từ kindergarten, có nghĩa là từ lúc 5 tuổi. Và con mình mang cái này từ lúc 5 tuổi đến bây giờ là lớp 1. Trong ba lô cũng sẽ không nhiều lắm. Đến cấp 1 thì các bạn sẽ có một cái cuốn này gọi là agenda. Mình nói trước là mình thấy, theo mình quan sát thì cái môi trường học tập ở Canada nó tương đối có sự khác biệt nhẹ giữa các trường học và có thể là giữa các giáo viên nữa. Thì con mình học ở một trường công tại Canada thì có thể cái việc sắp xếp về bài vở hoặc là tổ chức chương trình học nó hơi khác so với các bé học ở trường tư, hoặc có thể là giữa các trường công với nhau sẽ không hoàn toàn giống y chang nhau. Và ngay cả các giáo viên trong cùng một khối, thực ra một khối thì ít lớp lắm, tầm khoảng như lớp 1 chỉ có khoảng 2 hoặc 3 lớp 1 thôi, và mỗi lớp tầm khoảng 20 bé, thì mỗi giáo viên cũng có một cái sự tự do riêng trong cái việc sắp xếp chương trình rồi. Các bé không có một cái cuốn sách giáo khoa như ở Việt Nam mình. Thì đây là cái cách con mình mang đến trường mỗi ngày đây. Thứ nhất là trong cái ba lô này, các bé sẽ có một cuốn agenda. Agenda này là gì? Là nó sẽ gần như từng ngày ở trong nguyên một cái năm học của mình, gọi là school year của mình. Thì nó sẽ có, thí dụ từng tuần nó sẽ có từng thứ ở đây, như thứ hai, thứ ba, thứ tư đây. Và mỗi ngày các bé hoặc là cô sẽ giúp các bé ghi lại là từng hoạt động ở trong ngày. Nếu mà nhìn vô đây thì mình thấy nó đơn giản lắm. Mỗi ngày sẽ có những hoạt động giống như là gym tomorrow, đi đến phòng gym, tập thể dục, đi đến thư viện. Rất là đơn giản. Và mỗi ngày phụ huynh hoặc là người chăm sóc cháu bé cần phải mở cái này ra, ký tên vô trong một cái ô nhỏ ở đây. Thực sự nghe giống như cuốn sổ đầu bài ở Việt Nam mình vậy đó. Nhưng có thêm một cái nữa là đầu cái cuốn agenda này nó sẽ có một cái folder nhỏ, và trong đây cô giáo sẽ thường xuyên bỏ vào đó những cái tờ thông báo đến cha mẹ. Ví dụ như hiện giờ mình có một cái tờ thông báo về có một cái tài khoản học cho các bé học online, và mình có thể lên đó tải sách online từ hệ thống thư viện của trường. Ngoài tờ thông báo này ra thì sẽ thường xuyên có một số hoạt động đi dã ngoại, field trip, ngoại khóa, đi tham quan bảo tàng, thỉnh thoảng chứ không phải lúc nào cũng có. Tầm khoảng một tháng sẽ có trung bình ít nhất một tờ. Thì thứ nhất, mình cần phải có khả năng đọc cái tờ này. Thứ hai nữa, ký tên vào trong đó. Tại vì ở Canada tất cả mọi cái đều phải có consent, có nghĩa là phải có sự đồng ý của cha mẹ. Và cái thứ ba nữa, đa phần mỗi hoạt động ngoại khóa như vậy đều hỏi thêm một phần là phụ huynh hoặc là người chăm sóc của cháu bé có sẵn sàng tham gia tình nguyện để đi phụ cô chăm sóc các cháu bé hay không. Và một phần nó giống như là nghĩa vụ đạo đức vậy đó. Mình thỉnh thoảng cũng có đi tham gia cái này. Và thực ra mình thấy mình không phải là một trong những người rảnh rỗi vác tù và hàng tổng đâu. Tại vì giống như đó là một trong những cái nghĩa vụ mà phụ huynh bên đây cần phải tham gia với giáo viên vậy đó. Có rất là nhiều phụ huynh khác cũng đi làm, nhưng mà
Họ cũng phải nghỉ một ngày hai ngày thỉnh thoảng trong một năm học của con mình để tham gia vào việc đi tình nguyện cùng với cô chăm sóc cho các bé. Ví dụ như các bé đi xe buýt ra một cái bãi biển để thăm cái biển đó đi, thì mỗi phụ huynh sẽ được giao cho một nhóm tầm khoảng 4-5 bạn gì đó, và cứ thế là phải theo sát, và giống như là đó là nhiệm vụ của phụ huynh đó, phải chăm sóc cho 4-5 bạn nhỏ này. Rồi, cái đó là nói trước về cái agenda ha. Ngoài ra, mỗi một tuần các bạn nó sẽ có một ngày vào library một lần, là vào thư viện của trường, thì sau đó các bạn nó sẽ mang về nhà một cái cuốn sách. Ví dụ như mình lấy một cuốn sách ra, ta-da! Ví dụ như đây là một cuốn sách các bạn nó mượn từ trường về, và nhiệm vụ của bạn phụ huynh là gì? Ở nhà đọc sách cho mấy bạn đó, phải đọc đọc mỗi tối, đọc cho các bạn đó cuốn sách mang từ trường về. Vậy thì việc mà thứ nhất là chỉ có ông bà ở đây thì có thể là ông bà sẽ không hoàn toàn thoải mái để có thể đọc được những cuốn sách tiếng Anh cho các bạn, và mượn sách ở thư viện chỉ là một phần của câu chuyện thôi. Phần thứ hai, để tăng khả năng đọc cho mấy bạn đó thì mình cần làm gì? Cô sẽ đưa cho các bạn một cái folder này gọi là Read Everyday. Và trong folder này có cái gì? Có từng cuốn sách, và có một, ví dụ như một cuốn sách này cũng là từ thư viện của trường, và có thể là một thư viện nhỏ của các cô họ tự sưu tầm những cuốn sách ở trong lớp của mình á. Và ngoài ra trong đây sẽ có một cái tờ gọi là Reading Log, có là các bạn, cô sẽ đưa cho các bạn cuốn sách này, cô sẽ ghi tên vào trong đây là bạn A này hôm nay mượn cuốn sách Kittens vào ngày gì đó ở level mấy. Ví dụ level 2, đây là level 2, là một level rất là cơ bản của mấy bé mới bắt đầu biết đọc. Và sau đó là phụ huynh mình phải ký tên vào đây là con tôi đã đọc cuốn sách này cho con tôi rồi, con tôi đã đọc lại cho tôi rồi. Và cuốn sách này nó như thế nào? Mình thấy nó easy với con mình quá, là nó dễ dàng, nó vừa đúng, just right, hay là nó challenging, có nghĩa là nó hơi khó với trình độ của con mình. Và từ đó cô sẽ thay đổi cái cuốn sách mà cô đưa cho con. Thì thật ra các bạn cũng thấy là cái công việc mà mình sẽ phải tham gia vào trong việc học của con nó rất là thường xuyên. Nó không phải chỉ là làm bài tập, tại vì thường thường bên đây các bạn sẽ không có bài tập mang về nhà. Và các bạn cũng sẽ không nặng nề về việc sách giáo khoa, cũng không phải mang nguyên một cái ba lô và sách giáo khoa. Nhưng cái việc đọc nó đến liên tục, thường xuyên, và bạn phải lúc nào cũng phải tham gia vào cái việc giúp cho con mình học, giúp cho con mình đọc. Tại vì nếu mà không á, các bé sẽ khá là thiệt thòi. Cái thứ hai nữa là vì một phần không có bài tập, không có bài học, nên nếu các bạn thả cho các bé hoàn toàn tự bơi thì các bạn sẽ thấy rất là thoải mái. Tại vì các bạn không có thấy điểm về, các bạn không thấy là ồ con mình chỉ được có 4-5 điểm hoặc là 6-7 điểm mà mình muốn được 8-9 điểm. Bên đây các bạn đó không có điểm, nhưng mà những thứ mà các bạn đó sẽ mang về và thường xuyên phải tự trau dồi để nâng khả năng đọc của mình lên á, thì nó khá là nặng. Và mình hy vọng là cái chia sẻ của mình về những tài liệu và những việc cần thiết để cho các bé khi học lớp 1 bên đây á, sẽ phần nào góp vào việc cho các bạn quyết định, đưa ra một quyết định đầy đủ thông tin và hợp lý nhất cho hoàn cảnh gia đình của mình.